Chào quý vị nha. Hôm nay tôi ở trong một cái xưởng của mấy em nó làm khung tranh. Bonjour, ici Ngọc Trân, je suis dans une petit magasin où on travaille sur comment les l'encadrage. Lui, c'est le patron. Đây là ông chủ nè. Ông chủ làm đây mấy năm rồi? Dạ, xin chào mọi người. Làm mấy năm rồi? Dạ, cháu làm được 15 năm rồi chú. Travaille ici depuis 15 ans. Bao nhiêu thợ? Dạ, tổng là 20 thợ chú. Et lui, il fait travailler 20 ouvriers. Et ça, c'est... Ở đây là một phần hả? Dạ. Còn ở đâu nữa? Ở đây là xưởng chính ạ. Còn hai chi nhánh ở dưới này chú. Lui, là d'autres comme boutique pas loin d'ici. Bon, c'est bon. Vous voyez, ça c'est pour les quatre. Đây là dùng để làm khung. Bon. Dạ. Chú sang kế bên để xem luôn. Dạ. On peut lui m'invite à venir à côté. Bon, mais je vais faire ici d'abord. Thôi để chú quay đây trước đã rồi qua bên kia sau nha. Rồi từ từ. Đây. Quay về. Các bạn thấy không? Đây có cậu thợ đang làm nè. Làm cả gì? Đám cưới à cháu? Ça c'est pour le mariage. Quay về. Et vous allez demander pourquoi je viens ici. Các bạn sẽ hỏi tại sao tôi tới đây vì tôi có, thật ra là tôi có mấy cái khung của chú đâu rồi. Phải sửa. Il faut que thôi được rồi. Để vậy thôi. Ça c'est bon. Không, đừng có cho coi. Rồi voilà. Il faut que on refasse ça pour moi. Phải sửa lại mấy cái khung đó vậy thôi. Rồi giờ đi qua bên kia quay nha. Bon. Lui m'invite à venir filmer à côté. Đi qua phía bên cạnh để quay. Đâu cháu? Đây. Et ça c'est une rue très animée. Đây là một con đường rất là ồn ào, các bạn thấy không? Đường Trần Phú. Đâu? Rồi, các bạn đi qua đây. Bon, on va vers notre boutique à lui. Đây. Voyez. Ở đây luôn hả cháu? Quá trời, voyez là, il y a plein de quatre, rất là nhiều khung, các bạn thấy chưa? Ông chủ nói qua đây quay, cảm ơn cháu nha. Bon, on va voir, comment il fait. Đây chúng ta sẽ xem anh làm khung nè. Làm vậy đó. Bây giờ là dùng máy móc nhiều. Dans le temps, c'est tout à la main, mais maintenant, il y a des machines comme ça. Bây giờ có máy như thế này, đấy, ép khung. Voyez les quatre. Cái này là họ đặt hay sao cháu? Cái này là khách hàng đặt. Ça c'est une commande de la clientèle, tức là có khách đàn. Mấy chục cái? 200 cái. 204 comme ça. Một cái vậy mình tính bao nhiêu tiền cháu biết không? Có nên pas le prix. Cứ làm thôi. Voilà, voyez. Trên lầu nữa hả? Voyez. Il y a plein de trucs là. Rất là nhiều thứ để làm khung ha. Cháu ơi, tại sao làm khung cái máy khoan vậy? Il y a un truc comme ça aussi. Tại sao làm khung máy khoan? Đó này. Họ đặt hay là nhà mình? Ça, ça fait partie des choses traditionnelles. Le patron, il commence par là. Tức là khởi nghiệp bằng cái đó. Đấy, nên giờ chân. Bon, maintenant, ça fait partie de la décoration de la maison. Bây giờ là để chân. Cảm ơn mấy cháu nha. Quá hay. Bon, c'est très bien, hein, voyez. Travail. Donc, il y a des jeunes qui travaillent. Voyez, c'est pas évident, hein. Thật ra là cũng cuộc sống nó cũng dễ dàng lắm. Ta phải làm việc. Faut bien travailler pour gagner sa vie, quoi. Tức là phải làm đàng hoàng để mà sinh sống. Đây. Voyez.
đây, cậu này làm nè. Thì sao Inot Machine hả? Cháu định làm gì đây? Dạ. Cháu định làm gì? Cắt khung chưa? Cắt khung. Cắt khung hả? Đó, có coupé le pour l'encadrage, on va couper quelque chose, voyez. Maintenant, on travaille avec les machines comme ça. Bây giờ người ta làm việc với những cái máy móc như thế này. Hồi xưa làm tay 100%. Nhưng mà hồi đó chắc cháu chưa có làm. Voyez. Pardon. Xin lỗi. Đây ông chủ là ngồi tính tiền thôi. À, lui voilà, in control. Vâng ạ. Dạ thì ngồi tiếp khách hàng chú. Ah, regardez ça. Bon, in control plus tout, voyez. Bon, je viens pour réparer ça. C'est l'encadrage des photos de ma petite fille. Đây là hình của con gái tôi cũng 10 năm rồi. Khi đó mới tốt nghiệp đại học. Et elle était à l'époque à la sortie de l'université. Et on a pris des photos và chúng tôi đã có chụp hình. À, các cháu đang làm nè. Rồi, à, voyez. Các bạn thấy không? Đấy làm giỏi lắm á. Ừ, phải siêng năng. Faut bien travailler. Voyez. À, calcul. Đấy, người ta đang đo rồi. Thôi vậy thôi. Tôi xin chào quý vị nha. Bonjour, đi au revoir. Ici Ngọc Trần. Bon, je vous dis au revoir à la prochaine fois. Hein? Thôi xin chào quý vị. Hẹn khi khác. Đây, quay lại ông chủ tí. Quay về. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại. Bon, je vous dis au revoir à la prochaine. Merci.